Kính thưa tất cả quý vị, và bây giờ chương trình sẽ được tiếp nối. Và Hồng Thái xin được trân trọng kính mời tiếng hát của một người cô mà Hồng Thái luôn luôn kính trọng suốt những năm qua. Mặc dù là cô cháu không có được gặp nhau thường, nhưng mà gặp lại thì thấy cô lúc nào cũng khỏe mạnh như thế. Điều đó phải nói là một điều mình rất là mừng cho cô. Xin tất cả quý vị hãy dành một tràng pháo tay để chào đón tiếng hát của cô Tư Kim Dân. Một tràng pháo tay nồng nhiệt quý vị. Trân trọng kính mời cô ạ. Dạ kính thưa các anh chị em có mặt trong buổi kỷ niệm ngày giỗ tổ trong ngành sân khấu hôm nay, tôi rất hạnh phúc khi được em Trường Sơn AT mời tôi đến đây để mà có cuộc dự cái ngày lễ giỗ tổ của ngành sân khấu. Trước tiên là tôi cũng xin cảm ơn những người thầy. Thầy đờn á, mình ca mà có đờn sao ca, tổ độ mình, tổ độ mình. Nhưng ai ca cho mình để mình thành công? Phải có đờn mới ca. Thì dù một chữ cũng thầy mà nửa chữ cũng thầy, đờn hay cũng thầy mà đờn giỏi cũng là thầy. Thì cô chỉ nhắc nhở các em là lúc nào cũng phải trân trọng những người thầy mà cầm cái đờn cho mình hả. Và để đáp lại tấm chân tình đó thì tôi xin phép ca bài ca cổ tựa đề Tâm Tình Giả Cổ Huệ Lan. Dạ xin lỗi là tôi không có nhớ tên tác giả, tại lâu quá rồi không có ca. Trăng trở xuống tàn canh như
chi nguyện mẹ chồng không thương, linh tính bao rằng cuộc tình sắp về hàng quan nơi thầm nhủ với tình nhân, dù đường xa anh con xin đôi đừng phụ nghĩa cao ngang, là cuộc đoàn viên hạnh phúc đã con nuôi dồi, nhưng nơi vĩnh cửu cha chưa yên giấc, hằng lo lắng cho con khúc giả cô hoài lắng, nay con được cài bánh qua mới vườn qua cải luôn thơm ngát tình trời luôn. Cô Tư ơi, cô Tư Kim Dân là thuộc thế hệ của mẹ Úc Bạch Lan. Khi cô hát thì Hồng Thái cũng lắng nghe, có những cái âm điệu, có những cái chữ cô nhả rất là giống mẹ Úc Bạch Lan luôn. Thôi hôm nay con gặp cô, sẵn dịp này con xin được đại diện cho gia đình, đại diện cho tất cả những người anh, người chị, người cháu, người em làm nghề, kính chúc cho cô Tư Kim Dân luôn luôn được mạnh khỏe, sống vui, sống khỏe với con cháu, và đặc biệt là lúc nào cũng có cái tâm hướng theo nghiệp tổ.